Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Nhung đây. Như trên tiêu đề các bạn cũng đã thấy rồi đó thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm và đánh giá cái sản phẩm Cushion mới ra mắt từ nhà Lemonade. Đó chính là cái dòng Cushion Supermate này. Đối với cái Cushion Supermate này thì được quảng cáo là một cái phiên bản nâng cấp hơn, khắc phục những cái nhược điểm của cái dòng Cushion trước đó chính là cái Matte Addict á. Thì nó sẽ đặc biệt phù hợp cho những cái bạn có da dầu nè, da dầu mụn nè, hoặc là da hỗn hợp thiên dầu nè. Trong video này mình sẽ thử trải nghiệm cái dòng Cushion Supermate này trong vòng 10 tiếng để coi nó có thực sự work trên da của mình không. Và mình sẽ đưa ra những cái đánh giá chân thật về cái cảm nhận của mình về cái sản phẩm này. Mình cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình trong thời gian qua và mình sẽ dành tặng một cái phần quà nho nhỏ, đó chính là cái Cushion Supermate này của nhà Lemonade cho bạn nào may mắn nhất nha. Thì thể lệ chơi giveaway mình sẽ đề cập bên dưới. Đầu tiên mình muốn nói về cái tình trạng da của mình trước. Thì mình có một cái làn da dầu và khá là ít khuyết điểm. Thường cái khuyết điểm dễ thấy nhất đó chính là cái quầng thâm mắt thôi á. Thì theo kinh nghiệm của mình á, để có một cái lớp nền đẹp và bền màu á, thì nó sẽ là sự liên kết của nhiều cái mắt xích với nhau. Trong đó nó sẽ bao gồm tình trạng nền da nè, skin care nè, cách lựa chọn và phối hợp những cái sản phẩm nền với nhau, và cuối cùng đó chính là cái kỹ thuật. Và nếu một trong những cái mắt xích này nó gặp vấn đề á thì chắc chắn cái lớp nền cuối cùng của chúng ta nó sẽ không được đẹp và bền màu rồi. Về thiết kế và đóng gói của nhà Lemonade thì không bao giờ là mình cảm thấy thất vọng cả. Toàn bộ đều rất là chỉnh chu và họ đặt cái tâm của họ trong từng cái sản phẩm trước khi đánh tay khách hàng á. Và về thiết kế của hộp Cushion thì nó có sự tương đồng với cái dòng Cushion cũ, đó chính là Matte Addict. Thì mình thấy nó làm bằng chất liệu nhựa rất là cứng cáp và nó có cái bề mặt rất là nhám. Với cá nhân của mình thấy thì cái màu này nó rất là dễ bám bẩn, và cũng như là khi nó bám bẩn á thì mình lau đi vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ không được sạch như lúc ban đầu. Đối với cái bông mút trong hộp Cushion này thì mình cảm thấy nó có độ nảy và nó mềm hơn cái bông mút của dòng Matte Addict trước đó. Lần này đối với cái dòng Cushion Supermate này thì nhà Lemonade cho ra mắt 3 tone màu, đó chính là Light, Medium Light và Medium. Thông thường làn da của người Việt Nam sẽ thuộc Warm Undertone và Neutral Undertone, kiểu nó hơi ngã vàng một xíu á. Thì mình thấy những cái màu của dòng Cushion này đều thuộc Warm Undertone và Neutral Undertone á. Thì khi chọn mua Cushion hoặc các sản phẩm nền nói chung á thì mình nghĩ các bạn nên chú ý cái điểm này nha. Bởi vì nếu mà đánh nền sai Undertone nó thì nhìn cái lớp makeup nó rất là kỳ cục á. Trước khi test cái Cushion này trên da á thì các bạn hãy cùng mình ngó sơ cái bảng thành phần nha. Thì như hàng quảng cáo á thì cái dòng Cushion này là một cái bước tiến mới khi mà nó có chứa 2% niacinamide cũng như là những cái thành phần chống nắng cao để bảo vệ da khỏi tia UV á. Đầu tiên đứng đầu bảng thành phần đó chính là cyclopentasiloxane. Đây là một loại silicone nó có tác dụng tạo màng và tăng khả năng chống nước trên da cũng như là tạo cái texture mịn mượt của cái sản phẩm á. Hai thành phần tiếp theo trong bảng thành phần lần lượt là titanium dioxide và octinoxane. Thì đối với titanium dioxide á, thì đây là một cái thành phần chống nắng vật lý, còn octinoxane á, thì nó là một cái thành phần chống nắng hóa học. Thì đối với cả hai cái thành phần này thì nó đều có cái khả năng chống nắng và bảo vệ làn da trước cái tác hại của tia UV. Nhưng mà theo quan điểm của mình á, nếu những bạn nào mà đang trong cái quá trình treatment cho làn da á, thì các bạn nên dùng một cái loại kem chống nắng nó có những cái màng lọc tốt để tăng cường cái khả năng bảo vệ da nha. Chứ cũng không nên sử dụng cái Cushion để làm một cái sản phẩm đa chức năng, vừa có khả năng trang điểm vừa có khả năng chống nắng. Chứ cái chức năng chính của Cushion là dùng để trang điểm thôi. Ở giữa bảng thành phần thì mình thấy có xuất hiện niacinamide. Thì đây là một cái thành phần cũng không quá xa lạ trong cái giới skincare của tụi mình rồi. Thì đối với cái thành phần này nó có khả năng là giảm tiết dầu thừa nè, chống oxy hóa nè và kháng viêm. Nếu các bạn có xem qua cái video hướng dẫn đánh nền trong veo của mình á thì mình có đề cập là nên bổ sung những cái sản phẩm skincare có chức năng chống oxy hóa trước khi make up, thì nó sẽ làm giảm cái khả năng mà kem nền nó bị oxy hóa cũng như là tăng cái độ bền màu của cái kem nền lên á. Thì mình nghĩ khi mà bổ sung cái thành phần niacinamide bên trong cái Cushion này thì nó sẽ có khả năng là tăng cái độ ổn định của cái kem nền lên rất là nhiều, và cũng như khả năng bền màu của lớp makeup. Và đặc biệt đối với cái thành phần niacinamide này thì nó có cái chức năng là hạn chế tiết dầu thừa nè, cũng như là kháng khuẩn, kháng viêm nè. Nếu các bạn nào có tình trạng da dầu hoặc là da dầu mụn á, mà đối với cái tính chất công việc của bạn cần
phải trang điểm hàng ngày hoặc là đôi khi cần trang điểm để đi ra ngoài đường á, thì mình nghĩ cái sản phẩm này khá là phù hợp với bạn đó. Hiện tại thì trên mặt mình ngoài cái lớp makeup mắt và son môi ra á, thì cái lớp nền mình chưa có làm gì hết, và mình mới chỉ rửa mặt và bôi một ít lotion để cho nó ẩm da thôi. Theo kinh nghiệm của mình á, thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền của lớp nền, và hai trong số những cái yếu tố đó đó chính là cái yếu tố thời tiết và cái yếu tố môi trường. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh là ở tháng 10 rồi á, nên cái thời tiết nó cũng không có quá oi bức và nó rất là mát. Vậy nên mình sẽ test thử cái cushion này trong cái điều kiện là nhiệt độ phòng, không có bật máy lạnh gì hết, và mình sẽ không kết hợp với một số những cái sản phẩm nền giống như là phấn phủ kiềm dầu nè hoặc là setting makeup. Và mình sẽ giữ cái lớp nền này trong vòng 10 tiếng để xem cái độ bền của em nó như thế nào nha. Ở đây mình có cushion super matte màu số 02. Cái cushion này nó có mùi nó hơi cam chanh một xíu á, nhưng mà kiểu ngửi kỹ thì mới thấy. Có một cái tips khi các bạn lấy cushion á, các bạn khoan dùng cái bông mút này để tán lên trên mặt luôn, và các bạn nên xoa một ít ở trên cái nắp này, kiểu như giống như là một cái palette á. Khi làm như vậy á, thì cái mút nó sẽ được loại bỏ một số cái phần phấn thừa và nó sẽ giữ lại một cái phần như vậy thôi. Thì khi đánh lên trên mặt nó sẽ tự nhiên hơn và chúng ta có thể kiểm soát được cái lượng phấn như thế nào là đủ. Chứ nếu mà dùng cái bông mút ấn một phát rồi đánh lên trên mặt luôn á, thì sẽ rất là dày phấn và chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được bao nhiêu là đủ hết á. Hồi nãy mình đã gạt bớt chắc cũng khoảng 2/3 cái phấn trên cái bông mút luôn á, mà mình chỉ giữ là một ít thôi, và mình đã đánh được nửa cái gương mặt của mình luôn rồi á. Và theo cảm nhận ban đầu mình thấy á, thì cái cushion này nó có độ che phủ khá là cao. Như các bạn có thể thấy, cái quầng thâm mắt của mình bên này nó rất là đậm màu nè. Còn bên này thì nó cũng đã che được khoảng 80% rồi. Nếu mình layer thêm một lớp nữa thì nó có thể đạt được cái độ che phủ tối đa luôn nha. Nhưng mà theo mình thấy cái màu 02 này nó vẫn hơi sáng một xíu so với da của mình á. Thì hy vọng khoảng vài tiếng nữa nó sẽ set trên da và nó sẽ tiệp vào cái da của mình hơn. Nhưng mà theo mình thấy á, thì tuy đánh cái cushion nó sáng hơn tông da khoảng một tông á, nhưng mà mình thấy cái kem này nó vẫn tiệp vào da mình và nó kiểu nó không có bị lệch tông quá. Khá là tốt. Giờ mình sẽ đánh tiếp với cái bên còn lại nha. Thì mình sẽ vẫn lấy tiếp cái phấn thừa trên cái nắp này. Ở đây mình có cái nốt mụn hơi đỏ một xíu nè, mình sẽ thử coi cho nó che được không. Bây giờ mình sẽ layer thêm một lớp bên quầng thâm mắt để coi nó có tăng được cái độ che phủ hơn không nha. Nó có tăng độ che phủ lên. Một điều mình rất là thích đối với cái bông mút mới của cái cushion super matte này thì cái độ hút phấn của nó rất là ít so với cái dòng bông mút cũ, đó chính là cái Matte Addict á. Thì ở đây mình có hai cái bông mút, đây là cái bông mút của Super Matte và đây là cái bông mút của Matte Addict. Thì các bạn có thể so sánh được cái sự hút phấn khác nhau giữa hai cái bông mút nó như thế nào. Bên này kiểu nó hút phấn đến nỗi mà kiểu mình giặt nó rất là khó ra luôn á. Thì mình nghĩ cái bông mút mới này nó hút phấn rất là ít, vậy nên cái sản phẩm nó sẽ đỡ bị hao hụt đi rất là nhiều á. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nếu nó hút phấn ít á, thì cái phấn nó sẽ đọng lên cái bề mặt của cái mút này rất là nhiều. Vậy nên nó sẽ tăng được cái độ che phủ trên da của chúng ta. Nếu bạn nào muốn đánh một cái lớp nền nó mỏng nhẹ tự nhiên á, thì các bạn có thể làm theo cái bước hồi nãy mình mới hướng dẫn, đó chính là khi mà lấy phấn á, thì các bạn nên gạt ra một ít phấn ở đây. Thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được cái số lượng như thế nào là đủ. Đây là cái làn da của mình sau khi mới đánh cái cushion super matte lên. Theo như mình thấy á, thì cái cushion này nó để lại một cái lớp finish nó hơi velvet á, như kiểu như là nó sẽ có được một cái độ hơi bóng nhẹ trên da, nó không khô lại hoàn toàn. Đây. Nên mình nghĩ nếu bạn nào muốn một cái finish lì á, thì các bạn cần phải phủ phấn. Theo cảm nhận ban đầu á, thì mình cảm thấy khá là thích những cái gì mà cái lớp cushion này nó làm trên da của mình, kiểu như là nó để lại một cái lớp nền rất là mịn luôn. Các bạn có thể thấy bên má mình nè, rất là căng mịn.
Ngoài ra đối với những bạn có tình trạng da dầu á, thì dễ thấy nhất đó chính là cái vùng mũi. Cái vùng mũi nó sẽ tiết rất là nhiều dầu và cũng như là cái lỗ chân lông nó sẽ có xu hướng nó to ra. Thì mình cũng vậy thôi, cái mũi của mình nó sẽ có cái lỗ chân lông rất là to. Và hồi nãy mình không có bôi cái kem lót. Thông thường khi make up á, thì mình hay bôi kem lót có chứa silicone để kiểu nó làm mịn cái vùng mũi á, để nhìn nó đỡ lộm chộm. Thì khi mà mình đánh cái cushion này lên thì các bạn có thể thấy là nó che khoảng 80% cái lỗ chân lông ở cái vùng mũi. Nó không có bị lõm chởm to to như hồi trước nữa. Đây. Nhìn nó rất là mịn. Và đối với cái vùng quầng thâm mắt của mình, hồi nãy mình có layer 2 lớp lên á, thì bây giờ mình thấy cái phấn này nó không có động vào cái da nó quá nhiều. Kiểu là vẫn có động một xíu nhưng mà kiểu nhìn kỹ thì mới thấy thôi. Cái điểm này nếu mà các bạn mới đánh cushion xong á mà phủ phấn lên á thì nó sẽ set lại, nó không có bị xê dịch nữa nha. Theo như quảng cáo của hãng á thì cái cushion này nó sẽ cho một cái finish lì, nhưng mà nãy giờ cũng đã 10 phút trôi qua rồi đó mà mình vẫn thấy cái nờ này nó không có set lại trên da của mình và nó kiểu nó hơi bóng bóng một xíu. Vậy nên mình nghĩ đối với cái người da siêu dầu như mình á sẽ cần phải phủ một chút phấn để cho nó bớt ẩm đi, chứ không phủ phấn á thì mình nghĩ nó sẽ rất là dễ bị trượt nền và nó dây ra quần áo á. Đối với phấn phủ á thì mình sẽ sử dụng cái RCMA này để phủ một cái lớp mỏng thật là mỏng trên làn da nha. Thật ra ban đầu mình coi quảng cáo á thì được hãng khẳng định là cái cushion này nó sẽ có một cái lớp nền rất là lì. Vậy nên mình cũng định là test thử trong vòng 10 tiếng mà chỉ bôi cái cushion này thôi á. Mà đến lúc mình test thử thì nó hơi bóng một xíu, vậy nên để giữ cả ngày á thì mình nghĩ sẽ phải phủ phấn để cho nó đỡ dính. Kiểu như là hàng ngày mình sẽ có những cái hoạt động nhất định á, mà đối với những người mà có cái làn da siêu dầu giống như mình á, mà khi đánh một cái lớp kem mà nó để làm cái finish nó hơi bóng như vậy á thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nó bền được đâu các bạn ơi. Nó rất là dễ bị trượt á. Vậy nên mình sẽ phủ một cái lớp phấn trong suốt lên để cho nó hút bớt cái độ ẩm bên trong cái cushion này đi nha. Đây là cái da của mình sau khi vừa phủ phấn xong, thì mình thấy cái cushion này nó có độ che phủ từ trung bình đến cao á, nhưng mà nó vẫn không có bị nặng mặt mình cho lắm. Kiểu như nó vẫn có cái độ trong nhất định á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái bước tạo khối và đánh má hồng để làm cho cái gương mặt của mình nó 3D hơn, chứ mới đánh cushion xong những cái gương mặt mình nó trắng toát giống như một cái tờ giấy vậy đó. Mình vừa đánh một xíu má hồng và tạo khối xong thì bây giờ những gương mặt của mình nó đã đỡ tái hơn rất là nhiều rồi đó. Hiện tại đang là 11:26. Thì kể từ cái lúc nãy, cái lúc mà mình mới bắt đầu đánh cushion á là chắc cũng khoảng 11 giờ á. Thì bây giờ mình sẽ để cái lớp make up này đến tối luôn để coi nó có bền không nha. 2000 years later. Xin chào các bạn, thì bây giờ cũng là hơn 9 giờ tối rồi. Và mình đã giữ cái lớp make up này từ hồi 11 giờ trưa đến giờ thì nó cũng đã hơn 10 tiếng rồi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình check lại cái lớp nền coi nó có cái sự thay đổi gì nha. Đầu tiên mình thấy tổng thể thì cái lớp nền này nó có bị xuống tông khoảng một xíu. Thì nó sẽ kiểu nó tệp vào cái nền da của mình hơn so với cái lúc mình mới đánh thì nó hơi trắng quá. Nhưng mà so với tổng thể thì nó vẫn hơi lệch tông một xíu so với cái da cổ của mình nè. Nhưng mà kiểu nhìn tổng thể thì vẫn ok. Thì đối với những cái bạn mà có cái làn da dầu siêu dầu giống như mình thì đầu tiên đó chính là cái vùng mũi và cái vùng nhân chung này nè, thì nó sẽ tiết dầu và nó tiết mồ hôi khá là nhiều. Vậy nên cái lớp nền ở cái lớp mũi và cái lớp nhân chung này nó rất là dễ bị trượt và nó chóc nền ra. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm cái cushion này thì mình thấy kiểu nó vẫn có độ dầu nha, nhìn nó vẫn có cái độ bóng nè. Và ngay cái phần nhân chung của mình, ngay đây nè, nó hơi trôi đi một xíu. Nhưng mà nó không có bị loang lỗ. Mình thấy cái điểm này các bạn có thể giảm lại trong ngày thì nó sẽ ok hơn. Còn về tổng thể nguyên cái gương mặt của mình luôn thì vẫn khá là ổn. Kiểu như là hồi sáng cái lúc mình mới phủ phấn xong thì các bạn sẽ thấy cái lớp nền nó hơi cộm phấn một chút xíu. Cái điều đó khi mà các bạn dùng cái xịt sắc make up thì nó sẽ làm hòa tan những cái hạt phấn lại với nhau, thì nhìn cái lớp nền nó sẽ mịn hơn. Nhưng mà hồi sáng thì mình không có xịt sắc make up, thì bây giờ cho đến cuối ngày thì kiểu cái lượng dầu trong da mình nó tiết ra nó được hòa trộn với cái những cái hạt phấn thì nhìn cái lớp nền nó rất là mịn luôn. Kiểu như càng đổ dầu thì nó càng mịn càng đẹp á. Các bạn có thể thấy cái phần chữ C của mình và cái phần trán của mình rất là đẹp. Kiểu nó có cái độ glowy tự nhiên á.
Và riêng cái vùng mũi và cái vùng khóe mũi này của mình á, thì đổ dầu khá là nhiều. Thì cũng đúng thôi, thường những bạn da dầu á, thì cái vùng chữ T là cái vùng đổ dầu cực kỳ nhiều luôn. Vậy nên ngoài cái việc chọn sản phẩm cho đúng ra thì chúng ta còn phải can thiệp nhiều bước trước đó, giống như là cái bước skin care nè, chọn lựa mỹ phẩm phối hợp với nhau như thế nào, và cũng như cái kỹ thuật của chúng ta để có thể giữ được một cái lớp nền đẹp và bền nữa. Đây là toàn bộ cái lớp makeup mà trong ngày mình không có dặm thêm bất kỳ một cái cushion hoặc là phấn phủ thêm á. Thì theo như trên camera thì các bạn cũng sẽ thấy là nhìn nó vẫn khá là ổn đúng không? Nhưng mà nếu khi các bạn trải nghiệm á, thì ở giữa ngày các bạn nên dặm thêm một xíu cushion ở cái vùng nhân trung và cái vùng mũi nếu nó có xuất hiện cái tình trạng nó bị trôi á. Và các bạn dặm thêm một xíu phấn phủ nữa thì mình tin là cái lớp nền của các bạn sẽ rất là bền đến cuối ngày luôn á. Nói chung là review của mình thì cũng chỉ là mang tính chất tham khảo cho các bạn thôi. Cũng như đầu video mình đã có chia sẻ là để có một cái lớp nền đẹp và bền á thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng là các bạn sẽ chọn một cái loại nền nào nó sẽ bền cả một ngày hết á. Nếu chỉ xét ở hiện tại là mình chỉ dùng một lớp cushion và phủ lên một xíu phấn để cho nó hút bớt cái độ ẩm đi á, thì cho đến cuối ngày thì mình cảm thấy cái cushion này nó đang làm nhiệm vụ khá là tốt. Đặc biệt là cái điều mà rất là sợ khi mà sử dụng cushion hoặc là những cái sản phẩm nền nói chung á, khi mà đổ dầu thì nó sẽ rất là dễ gặp cái tình trạng mà kiểu phấn nó đọng lại từng chút một nè, và kiểu nó trượt, nó trôi đi, nó không có đều á. Thì nếu các bạn nào có gặp cái tình trạng da dầu mà bị như vậy á, thì sẽ hiểu cái ý mình vừa nói. Thì khi mà mình trải nghiệm cái cushion này á, thì mình cảm thấy tuy ở cái vùng nhân trung của mình nó có trôi đi một xíu, nhưng mà nó không có bị cái tình trạng đó. Và cũng như là toàn bộ cái gương mặt của mình á, khi mà có phủ phấn xong và đến cuối ngày á, thì kiểu lớp dầu nó sẽ hòa quyện vào cái lớp phấn á, thì nó sẽ tạo một cái finish nó hơi glowy và kiểu nó có cái độ bóng tự nhiên, nó khá là đẹp. Thì mình nghĩ nếu các bạn sử dụng cái cushion này và có thể kết hợp với một số cái sản phẩm nền giống như là cái xịt set makeup và phấn phủ kiềm dầu và cái xịt fix, thì sẽ đem lại một cái kết quả lớp nền rất là đẹp và nó bền đến cả một ngày luôn á. Theo như hãng quảng cáo là cái cushion này sẽ dành cho những cái bạn da dầu và những cái bạn có da là dầu mụn á. Thì theo mình thấy cái dòng cushion này có thể sử dụng cho da khô được nha, với điều kiện là các bạn chú ý dưỡng ẩm một xíu, tại vì theo mình thấy cái lớp finish nó vẫn hơi bóng á. Vậy nên nếu được á, thì các bạn thay cái lớp phấn phủ kiềm dầu bằng một cái loại phấn phủ trong suốt và nó không có cái tác dụng kiềm dầu nhiều thì nó sẽ khá là ok đó. Đối với những bạn mà mắc tình trạng da mụn á, thì mình nghĩ cái cushion này nó sẽ rất là phù hợp với các bạn á, tại vì mình thấy cái độ che phủ của lớp cushion này nó nằm ở mức trung bình đến cao á. Vậy nên nếu các bạn có thể xử lý tốt bằng kem triệt sắt nè, và cái kỹ thuật của chúng ta tốt á, thì hoàn toàn có thể che hết những cái lớp mụn bằng cái cushion này luôn. Nãy giờ khen rồi thì bây giờ sẽ đến cái phần chê nha. Thì đối với một người có cái làn da nằm ở mức trung bình và nó hơi ngã vàng nhiều như mình á, thì mình thấy cái màu số 2 của cái dòng cushion này nó vẫn hơi trắng nhiều so với cái làn da của mình. Thì mình nghĩ cái màu số 3 nó sẽ đỡ trắng hơn. Vì nên nếu các bạn nào có cái màu da tương tự như mình á, thì các bạn có thể tham khảo cái màu số 3. Còn về cái màu số 1, số 2 á, thì mình nghĩ nó rất là trắng luôn. Và cuối cùng với cái giá tiền là 349.000 cho một hộp cushion này thì theo mình cảm thấy nó khá là xứng đáng để các bạn có thể đầu tư vô nha. Tại vì theo mình thấy cái bông mút của cái cushion này nó thấm rất là ít sản phẩm. Vậy nên trong một cái hộp cushion là 15g như thế này thì mình nghĩ các bạn có thể xài liên tục trong khoảng 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng á, đối với những bạn mà lâu lâu mới trang điểm một lần. Và đó là toàn bộ trải nghiệm của mình về cái sản phẩm Supermade này. Hy vọng cái review của mình có thể giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình chọn lựa những cái sản phẩm makeup phù hợp với bản thân nha. Và các bạn đừng quên trong cái video này có giveaway đó, thì các bạn hãy coi cái thể lệ tham gia nó bên dưới nha. Và cảm ơn các bạn đã coi đến hết video này. Đừng quên cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi thêm nhiều video mình ra mắt hàng tuần nha. Bye bye!